Và Lý xin kính chào quý vị khán giả đang theo dõi chương trình Bản tin Hoàng Thiên Đốn. Hôm nay thứ Bảy ngày 4 tháng 5 năm 2013. Mở đầu trong chương trình ngày hôm nay, chúng tôi xin kính mời quý vị đón xem hình ảnh phóng sự về buổi thuyết giảng của tiến sĩ Chen Liu đến từ Đại học MIT để nói về một khám phá mới của hệ thống Thái Dương. Kể đến là bản tin tổng kết về kinh tế và tài chính. Cuối cùng xin kính mời quý vị đón xem những điều cần biết và những thông tin mới nhất về bệnh suy thận. Trước hết xin kính mời quý vị theo dõi hình ảnh phóng sự buổi thuyết giảng của tiến sĩ Chen Liu. Kính thưa quý vị, vào sáng thứ Bảy 4 tháng 5 năm 2013, tại giảng đường của trường Đại học George Mason thuộc thành phố Arlington, tiểu bang Virginia, quý đồng hương trong vùng và quý phụ huynh cùng các em trẻ đã tham dự buổi thuyết trình về sự hình thành của các hành tinh và một khám phá mới bất ngờ vào năm 1992 của tiến sĩ Chen Liu cùng với cựu cố vấn luận án của tiến sĩ Liu là ông David Jewett về Kuiper Belt, vòng đai của Thái Dương Hệ. Sau làm việc 5 năm, phải tìm làm việc 5 năm mới tìm được. Mới bắt đầu làm thì ai cũng không có ai tin. Trong năm trời đó không có ai tin sẽ thế nào cũng được thành công. Ai cũng nói là tụi tôi là khùng, không biết. Chỉ là như là phí thì giờ, phí tiền, không có tìm được cái gì đâu. Nên mà hai đứa tôi cứ vẫn cứ tiếp tục làm, xong 5 năm sau thì tìm được. Mở đầu buổi thuyết giảng, tiến sĩ Amy Trang Tố Nga đã giới thiệu về tiểu sử và những thành quả của tiến sĩ Chen Liu. Tiến sĩ Liu sinh trưởng tại miền Nam Việt Nam và cùng gia đình buộc phải rời Việt Nam vào năm 1975 vì thân phụ của tiến sĩ Liu là thông dịch viên cho quân đội Mỹ trong chiến tranh Việt Nam. Tiến sĩ Liu và gia đình đã định cư tại Hoa Kỳ vào năm 1980. Sau khi hoàn tất chương trình 4 năm tại trường Đại học Stanford với dạy học bổng về vật lý, tiến sĩ Liu được nhận vào chương trình tiến sĩ về thiên văn học tại trường đại học MIT ở Boston. Lúc mà tôi đi học, tôi ở Stanford, tôi học vật lý. Tôi không có học một tí gì về thiên văn học, không có học ở lớp nào hết. Nhưng mà học vật lý thì là tốt lắm, tại vì sau đó mình có cái bằng trong vật lý, muốn làm cái gì cũng được. Nên tôi cho cái bằng tôi là vật lý, xong rồi sau tôi lúc mà tôi tìm thấy đi làm việc ở JPL, tôi thấy bao nhiêu cái hình từ Voyager tới về, tôi thấy bao nhiêu cái hình đẹp quá. Tôi hỏi cái này là cái gì? Sao người ta nói, muốn làm cái này thì đi học làm thiên văn học. Theo tiến sĩ Chen Liu cho biết, vào đầu thập niên 90, sự nghiên cứu và khám phá Thái Dương Hệ chỉ có 9 hành tinh cùng với những vệ tinh, sao chổi, tiểu hành tinh và thiên thạch. Nhưng với những nghiên cứu, từ những hình ảnh có được từ xa với thiết bị được biết đến, gọi tắt là CCD hoặc kính ảnh, tiến sĩ Liu cùng với cựu cố vấn giảng sư của bà đã tìm thấy được những vật thể di chuyển với vận tốc chậm bên ngoài hệ thống mặt trời được biết đến là Kuiper Belt vào năm 1992. Kuiper Belt có hình thể tròn như donut, mở rộng từ 40 đến 1.000 đơn vị thiên văn, với ước tính có khoảng 70.000 vật thể và chạm nhau với vận tốc 1 km một giây. Tiến sĩ Liu cũng cho biết sự di chuyển của các hành tinh trong quỹ đạo. Trong cái môn này sẽ có nhiều, vẫn có nhiều cái mà mình không biết, nên mà nếu mà tiếp tục mình học về cái Kuiper Belt, cái solar system, còn nhiều cái mình chưa bao giờ biết. Người ta hồi trước người ai cũng tưởng solar system mình biết tất cả, cái gì mình cũng biết rồi. Xong rồi đến rồi hai đứa tôi làm việc tìm ra cái Kuiper Belt, bây giờ mình mới biết có bao nhiêu thứ mình chưa có ngờ tới. Nên cái solar system của mình tưởng là đây là nhà của mình cái gì mà cũng biết, nhưng đó không phải là sự thật, còn bao nhiêu thứ mình chưa biết. Được biết, đây là một trong những sinh hoạt của trung tâm STEM mà tiến sĩ Nguyễn Tiến Đạt cho biết. Đây là cái chương trình đầu tiên sau cái ngày gây quỹ 15 tháng 3, khoảng 2 tháng trước. Thì sau cái buổi diễn thuyết này, sửa soạn một cái chương trình STEM đặc biệt cho các em từ 6 tuổi cho tới 12 tuổi. Thì sẽ dạy các em theo tiếng Anh gọi về programming với computing. Mấy em sẽ dùng những cái software mà National Science Foundation Fund thì mình sẽ dùng những cái software đó để dạy mấy em vừa chơi game mà vừa design game mà vừa có thể học thêm programming hay là computing hay là kể chuyện, thí dụ như vậy. Thì cái đó chương trình đặc biệt cho các em từ 6 tuổi tới 12 tuổi. Tụi tôi có nói chuyện với tiến sĩ Chen Liu thì cô ta đồng ý là cô ta sẽ tới những các cộng đồng Việt Nam hay là những cái
trường trung học của Mỹ để sẽ phổ biến thêm STEM cho các em trong trung học hay là tiểu học trong tương lai. Buổi thuyết trình đã gây sự hào hứng không những cho các em trẻ qua phần vấn đáp với những phần thưởng mà còn gây sự thu hút của quý quan khách và phụ huynh qua phần giải đáp những thắc mắc cũng như những kinh nghiệm nghiên cứu của tiến sĩ Jen Liu.